Kính chào toàn thể quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình ghé một cái địa điểm chiêu chiêu nhất của Sóc Trăng nè quý vị. Nhìn cái địa điểm này thì chắc quý vị là cũng cơ bản là nhận ra là cái địa điểm nào phải không? Đó là Tân Quê Viên Sóc Trăng ha. Thì bây giờ mình sẽ bay Leica để mình quay toàn cảnh vẻ đẹp của nơi đây cho toàn thể quý vị cũng như là các bạn xem nha. Trong quá trình xem nếu mà quý vị thấy hay thì hãy tặng cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn nếu như quý vị nào thấy mình quay cực khổ quá thì có thể là vô cái nút cảm ơn đó để tặng cho mình một ly cà phê nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng tham quan đi nào. Xin mời. Lời nói đầu tiên cho mình xin gửi đến toàn thể quý vị cũng như là các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất nha. Thì nói chung cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị cũng như là cả nhà mình trong khoảng thời gian qua luôn đồng hành và ủng hộ cái kênh của mình. Tuy là cái số lượng không nhiều nhưng mà mình rất trân quý cái tình cảm của quý vị dành cho cái kênh của mình. Thì trong quá trình xem quý vị nhớ like để ủng hộ mình nha. Còn những quý vị nào mới vào kênh của mình xem thì cũng nhớ đăng ký kênh để khi mà mình đăng cái clip mới thì quý vị sẽ được thông báo để xem sớm nhất nha. Thì nói chung quá trình like với đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Còn quý vị nào thấy mình quay clip cũng cực khổ quá, đi đây đi đó. Mình ở nhà chị mình chỉ có dịp mình mở clip lên mình xem thôi thì quý vị hãy vào cái thẻ mà cảm ơn đó thì tùy lòng hảo tâm của quý vị cũng như là các bạn có thể là tặng cho mình một ly cà phê để mình có được cái động lực để mình làm cái clip ngày càng hay hơn, ngày càng chất lượng hơn và review nhiều cái cảnh đẹp ở Sóc Trăng để cho quý vị mình cùng thưởng thức nha. Thì nói chung là cái địa điểm Tân Quê Viên này thì nói chung là có nhiều cái kênh cũng truyền tải cũng chia sẻ đến quý vị rồi. Thì hôm nay mình cũng xin nhắc lại là cái Tân Quê Viên này nó nằm ở trên cái tuyến quốc lộ 1A. Thì nó cách cái tuyến chánh của thành phố Sóc Trăng cái đoạn mà từ khu công nghiệp vào á quý vị. Thì nó cách cái tuyến chánh cả khoảng độ chừng 50 mét nè quý vị. Thì gần cái vòng xoay đi vào cái tuyến chánh đó là quý vị hướng về Cần Thơ về đó là quý vị. Nhìn nếu mà Cần Thơ về là nó nằm ở bên phía tay trái nè quý vị. Xong rồi chạy 50 mét nữa là tới cái đoạn vào tuyến chánh nha. Thì hôm nay mình sẽ bay Leica ở cái góc gần để mình lấy nét toàn cảnh cũng như là cái vẻ đẹp của cái nơi đây cho quý vị xem nha. Thì cái clip này là quay vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 nha quý vị. Thì nói chung những cái clip trước thì nhiều khi có những cái công trình, những cái kiến trúc ở đây nè quý vị, người ta chưa có xây dựng hoặc là xây dựng chưa có hoàn thành. Thì hôm nay cái tiến độ của những cái công trình này nói chung là đạt cũng khá là nhiều đó quý vị. Có nhiều cái công trình mới đang cái giai đoạn gấp rút để hoàn thành. Trong đó có cái tòa tháp có tòa tháp của cái hoa sen. Thì nói chung là hồi mình sẽ quay toàn thành cảnh cái hình ảnh cái tháp sen đó cho quý vị cùng xem nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bay Leica, mình quay vòng vòng cái khu vực khuôn viên của cái nơi mà dành riêng cho khách du lịch đến đây tham quan chiêm bái cũng như là khách thập phương hoặc là khách hành hương từ các cái nơi khác đến mà có dịp đi ngang đây ghé thì cũng có một cái điểm để mà tham quan du lịch rồi qua đó là check in chụp ảnh để tạo cho mình một cái bộ ảnh riêng khi mà đến cái Sóc Trăng này nha. Đấy quý vị thấy không, đây là Liên Hoa Bảo Tháp nha. Liên Hoa Bảo Tháp là nói chung đây là một cái công trình
À, mình thấy là rất là lớn, rất là đồ sộ. Mà ở trung tâm thành phố Sóc Trăng này thì Tân Quê Viên là một trong những cái điểm đến, cái điểm du lịch khá là thú vị ha. Thì nói chung ngoài cái việc mà tham quan du lịch thì khách có thể là tham quan mua sắm các cái khu trưng bày ở phía bên trong ha. Thì nói chung là buôn bán đa phần là liên quan đến cái đặc sản của Sóc Trăng, mà trong đó là có những cái sản phẩm mà độc quyền của Tân Quê Viên ha, mang tính thương hiệu luôn đó quý vị. Thì nói chung là vừa phục vụ cho nội địa ở trong nước còn xuất khẩu sang nước ngoài nữa nghe quý vị. Thì quý vị thấy là hôm nay là cái tòa Liên Hoa Bảo Tháp này là nó cơ bản hoàn thành cả khoảng về phần nóc đó quý vị. Về cái phần nóc nói chung là theo mình nhận thấy cái góc quay này thì mình thấy là nó hoàn thành cả khoảng 80 đến 90% ha. Còn ở phía dưới thì chắc có lẽ là chưa đâu. Ở phía dưới thì còn trang trí nhiều thứ ha. Nói chung ở đây thì cái bản thiết kế này rất là đẹp luôn ha. Nói chung là thợ cũng rất là kỳ công ha, chăm chút tỉ mỉ. Ở đây có rất là thợ làm nha quý vị. Nói chung là mỗi cái công trình là có thợ làm riêng hết. Mình vô đây mình quay là mình thấy thợ làm cái Liên Hoa Bảo Tháp này riêng, rồi thợ làm các cái chòi về liên quan tới mộc đó quý vị, là nó riêng nữa nghe quý vị. Rồi nói chung là chia ra từng công đoạn đó. Mình thấy ở đây có rất là nhiều công đoạn mà công đoạn nào thợ cũng làm rất là chăm chút, rất là tỉ mỉ ha. Và cái tiến độ làm mình thấy là rất là nhanh luôn. Nói chung ở đây rất là thoáng mát, rộng rãi, sạch sẽ ha. Hứa hẹn là một trong những cái điểm tham quan du lịch sau này có lẽ là nổi tiếng của Sóc Trăng mình đó quý vị. Có thể là sau này là khi mà nhắc đến Sóc Trăng thì một trong những cái địa điểm không thể thiếu dành cho khách tham quan du lịch cũng như là tham quan mua sắm các cái sản phẩm khi mà du lịch đến Sóc Trăng. Đó là Tân Quy Viên ha. Thì nói chung về cơ sở hạ tầng cũng như là điều kiện để đi lại cái địa điểm này thì nói chung là nó khá là thuận tiện ha, nằm trên cái tuyến trục lộ chính luôn. Quý vị thấy không? Cái công trình quá là hoành tráng luôn nghe quý vị. Thì nói chung quý vị trong quá trình xem mà thấy cái clip mình nó hơi rung lắc á, đặc biệt là những cái đoạn cuối này nè. Lý do là tại vì mình quay lấy cam á, là do cái pin nó gần hết á, cho nên là mình cố gắng mình xoay nó hơi nhanh đó quý vị, cho nên là cái hình ảnh nó hơi bị rung lắc một chút thì quý vị cũng thông cảm nha. Thì cái này là do mình bay mà mình không chú ý cái pin đó quý vị, cho nên là cái khúc cuối này mình quay nó hơi bị trục trặc một chút. Cái hình ảnh nó nói chung nó hơi rung lắc, mình cũng không mấy hài lòng lắm, nhưng mà mình cũng cố gắng xử lý nó cơ bản để phục vụ cho quý vị cũng như là các bạn cái chất lượng hình ảnh có thể nói là cũng như là cơ bản là tốt nhất. Chứ lúc mà mình quay thì nó cũng rung lắc hơi nhiều, nhưng mà về mình xử lý thì nó cũng bớt cũng khá khá à ha. Nói chung là cũng tạm chấp nhận được, thì mong là quý vị xem mà có thấy cái hình ảnh mà nó giật quá mà mình thấy không hài lòng thì mình cũng thông cảm giùm nha. Thì quý vị nhớ tặng cho mình một like nha, để ủng hộ cái tinh thần cho mình nha. Nói chung like với đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Còn quý vị nào mà thấy cái tấm lòng thành của mình để truyền tải đến quý vị quá là kỳ công thì quý vị có thể tặng cho mình một ly cà phê để mình có cái động lực hơn để sau này mình quay những cái địa điểm khác ngày càng hay hơn, chất lượng hơn để phục vụ cho quý vị. Thì nói chung làm YouTube này để vui là chính, chứ thật sự ra để kiếm tiền thì nó cũng rất là nhu khê quý vị ơi.
Tại vì cái tính chất công việc của mình là mình vừa làm mà mình do mình ham vui với mình thích khám phá, cho nên là mình cũng chia sẻ thêm cái lĩnh vực này lên YouTube để cho quý vị gần xa biết thêm về cái đặc trưng của Sóc Trăng. Mặc dù về Sóc Trăng này cũng có nhiều cái kênh lớn chia sẻ, tuy nhiên thì ở mỗi cái thời điểm khác nhau và mỗi người có cái cách truyền tải về hình ảnh cũng như là thông điệp khác nhau, thì mong quý vị xem cũng như là ủng hộ mình nha. Thì nói chung cái clip cũng hơi dài thì mong quý vị cũng thông cảm. Thì qua đây một lần nữa kính chúc toàn thể quý vị cũng như là các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Còn công việc thì lúc nào cũng luôn luôn tốt nha. Thôi bây giờ chắc có lẽ là mình đáp lấy cam xuống để mình tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Nhớ ủng hộ kênh của mình nha và chia sẻ cho người thân của mình xem nhé quý vị. Xin chào toàn thể quý vị. Bye bye.